Vui mừng chào đón tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ thực hiện và được phát sóng trên các nền tảng của Alo Bác sĩ. Thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay chúng tôi thực hiện với tên gọi Dịch Covid-19 nóng lên tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam chúng ta liệu rằng có đáng lo hay không? Và để trả lời câu hỏi này, mời quý vị lắng nghe phần tư vấn ngay sau đây của bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch thường trực Liên chi hội truyền nhiễm thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, thân đã sẽ được kính chào bác sĩ Khanh. Xin chào chương trình, xin chào Alo bác sĩ. Thưa bác sĩ, gần đây thì số ca mắc mới và tử vong tại Trung Quốc, Nhật Bản tăng nhanh. Trong khi đó ở nước ta thì các ngày lễ hội cận kề cùng với mật độ giao thương cũng khá lớn với các quốc gia này. Theo bác sĩ, trước tình hình này tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các làn sóng dịch bệnh do biến thể mới của Covid-19 tại Việt Nam hiện nay như thế nào ạ? Theo tôi thì không phải là mình không giao thương, mình đã giao thương với nhiều nước lắm rồi. Tuy là nước Nhật thì không giao thương nhiều với mình nhưng mà đã có giao thương rồi. Còn riêng Trung Quốc thì họ không giao thương là vì họ đóng cửa thôi. Cho nên với đức độ giao thương ở với mình giao thương với những nước khác ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á ngoài Trung Quốc thì nó là rất bình thường rồi. Thứ hai là cái giao thương mà lễ Tết của Việt Nam mình nó cũng trải ra đã một năm nay rồi. Cái thứ ba một điều đáng mừng là khi mình làm cái xét nghiệm một vài nghiên cứu thì mình thấy cái nền miễn dịch ở ở Việt Nam, người Việt Nam nó khá là cao. Còn khi mình nghe thông tin ở bên Nhật là một ngày bao nhiêu ca đó, rồi một ngày bao nhiêu ca tử vong thì cái chuyện này nó đã diễn ra hàng tháng ở bên Nhật rồi. Chứ không phải nó mới đây. Chẳng qua là mình lấy thông tin vậy thôi. Ví dụ như mình nói 400 mười mấy ca thì mấy bữa trước họ cũng chết 200-300 ca rồi. Cho nên cái chết đó có khả năng họ không phân tích sâu nó nằm ở đối tượng nào và so sánh với lại những cái đợt dịch cúm trước kia đó có lo hay không, cho nên mình đừng có lấy cái số liệu như vậy mình lo. Thứ hai là Trung Quốc họ mở cửa như vậy thì chắc chắn dịch nó phải bùng lại bởi vì cái nền miễn dịch của họ chưa có. Cho nên nếu mình nghe như vậy thì mình đừng có rối lên, mình đừng có nói cho là nếu mình lễ Tết thì nó sẽ tăng thêm, tại vì lễ hay không lễ thì nó tăng đã tăng rồi với cái mức độ giao thương như hiện nay. Thưa bác sĩ Khanh, đầu tháng 12 thì WHO cảnh báo sự lưu hành của hơn 500 biến thể phụ của Omicron có khả năng lây truyền cao và tránh được hệ miễn dịch. Xin hỏi bác sĩ, vì sao Omicron có sự tiến hóa mạnh mẽ như vậy? Theo tôi thì chúng ta không có hề nghiên cứu một cái con corona ở người nó biến thể như thế nào. Thật ra chúng ta không có biết được Omicron là cái con corona ở người rồi. Bởi vì chúng ta không có nghiên cứu bốn cái con human corona mà trước khi nó lưu hành ở trong trong cái thế giới loài người. Nếu mà chúng ta nghiên cứu, chúng ta so sánh thì chúng ta mới biết được là Omicron nó có biến thể nhanh như vậy hay không. Nhưng nếu so sánh với virus cúm thì nó không có gì lạ cả. Và chúng ta nhớ là cái biến thể đó nó vẫn là Omicron, và là cái sườn chính của nó vẫn là Omicron. Còn những cái biến thể lẻ đó thì chắc chắn con virus nào nó cũng có những cái biến thể lẻ như lẻ loi như vậy, những nhánh nhỏ như vậy, chứ không phải riêng gì cái con virus Omicron này. Thành ra chúng ta cố gắng chúng ta nghiên cứu, chúng ta sẽ thấy nó biến thể nhiều. Tuy nhiên cái biến thể đó nó có ảnh hưởng tới cái cộng đồng miễn dịch hay không? Tuy nhiên cho tới hiện nay nói chúng ta nói là nếu mà chúng ta nói là tránh miễn dịch á, thì tại sao cái lượng người nó không mắc nhiều, thật là nhiều giống như cái đầu mùa dịch? Nó cũng chỉ là một cái mức độ nhất định thôi. Đặc biệt nữa là cái tỷ lệ tử vong á, sau cái đợt Omicron nó thấp hơn rất là nhiều cho những cái nước mà nó, dịch nó bùng tới nó quét qua nhiều đợt khác nhau. Thưa bác sĩ, nhiều người họ lo ngại một vấn đề rằng sự bùng nổ số ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc khi nước này dỡ bỏ các biện pháp hạn chế có thể tạo ra một mảnh đất màu mỡ mới cho các biến thể mới xuất hiện. Quan điểm của bác sĩ Khanh về cái vấn đề này thì liệu rằng như thế nào ạ? Theo tôi nếu mình so sánh Omicron ở Trung Quốc á, thì nó họ là 1.4 tỷ đúng không? Nhưng mà toàn cái thế giới này á, nó còn lại là hơn 1.4 tỷ nhiều lắm. Và tất cả những cái nước đó họ cũng giao thương rất là bình thường rồi. Và đặc biệt họ giao thương như vậy đối với chủng Omicron đã cả năm nay rồi. Nhưng mà nó vẫn không phát triển thành một chủng hoàn toàn mới. Nó không đột biến thành hoàn toàn mới. Và cái sự giao thương như vậy thì nó cũng không ra một cái biến chủng hoàn toàn mới. Mà nó vẫn là nhánh Omicron thôi. Và theo tôi biết, theo tôi hiểu, theo tôi nghĩ thì ở Trung Quốc hiện nay cũng vẫn là Omicron. Thành ra có thể từ Omicron mà cái giao thương trước đây ở ngoài đất Trung Quốc
thì nó cũng giao thương khá là nhiều, chứ không phải là chỉ có Trung Quốc bây giờ mới giao thương nhiều đâu. Cho nên nếu có biến chủng thì nó cũng nằm trong cái nhóm Omicron. Cho nên chúng ta cũng không nên quá sức lo lắng là nó do Trung Quốc đông dân như vậy, giao nhanh như vậy nó ra một biến chủng mới. Tại vì ngoài nước Trung Quốc nó cũng giao thương dữ vậy đó, mà nó cũng không có biến chủng mới. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là chúng ta không có theo dõi. Cái vấn đề khó khăn hiện nay của chúng ta là Trung Quốc họ không có báo cho mình họ là cái biến chủng gì. À, còn lại nếu mà nó có tăng lên chúng ta phân tích xem nó là biến chủng gì, mà nếu là vẫn là Omicron thì không có vấn đề gì các bạn. Với việc ngày hôm nay thì liên tục xuất hiện các biến thể mới thì theo bác sĩ đánh giá thì liệu rằng SARS-CoV-2 hiện nay đã thuần hơn với con người của mình hay chưa? Sự tiến hóa thành các biến chủng khác nhau liệu rằng sẽ làm tăng hay là giảm độc lực gây bệnh nặng và tử vong thưa bác sĩ Khanh? Từ trước tới giờ sau chủng Delta chúng ta gặp rất là nhiều chủng, và khi xuất hiện những cái chủng đó chúng ta đều đều nghĩ là nó sẽ có thể nặng hơn. Tuy cho tới hiện nay có thể nói là cả chục lần rồi mà nó vẫn nhẹ hơn. Đó là một cái quy luật của virus, nếu nó lây nhiều thì nó nhẹ hơn. Và hiện nay chúng ta cũng phân tích từ Omicron ra rất là nhiều biến chủng, lúc nào chúng ta cũng thông báo coi chừng nó nặng hơn, coi chừng nó nặng hơn. Cho tới hiện nay thì nó không nặng hơn gì cả, cho nên nó cũng đã đúng với cái quy luật của virus rồi. Nó càng lây dễ nó càng nặng hơn, nó càng thuần với con người thì nó sẽ khó viêm phổi hơn, và nó cũng quay lại một bệnh cảnh của một cái bệnh do virus, nó sẽ tấn công những đối tượng rất là đặc biệt thôi, còn đối tượng khỏe mạnh trẻ em thì không phải là vấn đề. Thưa bác sĩ, tỷ lệ bao phủ vaccine của Việt Nam chúng ta hiện nay đang ở mức cao, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh với số ca mắc cũng khá là nhiều. Như vậy thì liệu rằng đã tạo ra miễn dịch cộng đồng hay chưa, thưa bác sĩ Khanh? Cho với cái số liệu mà chúng ta thấy làm ở thành phố Hồ Chí Minh á, chắc cũng là đủ rồi. Thành phố Hồ Chí Minh mình cũng giao thương với tất cả các tỉnh khác rồi, cho nên với cái nền miễn dịch như vậy á, thì khá là cao, khá là tốt. Nên chúng ta đừng có quá lo lắng lắm. Chúng ta chỉ quay lại nó xem nó như là một cái bệnh cảm cúm. Và bệnh cảm cúm đó thì quay lại bảo vệ những cái đối tượng nguy cơ, không cần thiết phải làm những cái gì ghê gớm lắm. Và nếu chúng ta có làm, chúng ta cũng không làm được, bởi vì đã thuần với con người những cái biện pháp thông thường không hề có hiệu quả. Thưa bác sĩ Khanh, có nhiều độc giả gửi câu hỏi về cho lô bác sĩ với nội dung là tôi đã tiêm mũi 2, mũi 3 cách đây 1 năm rồi. Liệu rằng bây giờ thì cái kháng thể bảo vệ COVID-19 nó sẽ như thế nào, còn hay là hết thưa bác sĩ? Có thể nói mình tiêm mũi 3 mình có mắc bệnh rồi đó, thì chắc là thôi không cần làm gì cả. Và tôi nghĩ là đa số những người mà tiêm mũi 3 thì họ cũng đã mắc bệnh rồi. Cái quan trọng nhất mà chúng ta có thể mà hình dung được á, trong thực tế người ta hay nói là bệnh á, thì có khả năng là miễn dịch còn kém hơn tiêm chủng. Tuy nhiên cái người bệnh rồi á, thì họ rất là khó bệnh hơn nhiều so với những người đã tiêm chủng đủ. Cho nên với như vậy thì chúng ta không thể nào bác bỏ được là miễn dịch tự nhiên yếu vì vaccine, hoàn toàn không đúng. Tại vì rõ ràng trên thế giới là cái tỷ lệ mắc bệnh lại thấp hơn nhiều là cái người tiêm mũi đủ. Cho nên tiêm 3 mũi cộng với lại miễn dịch cộng đồng từ mắc bệnh và vaccine, theo tôi đó là đủ. Cũng liên quan đến vấn đề này thì có nhiều người họ đặt câu hỏi rằng không những tôi đã tiêm 2 đến 3 mũi vaccine mà còn tái nhiễm lần thứ 3, thậm chí lần thứ 4. Vậy liệu rằng tôi đã có một cái kháng thể trọn đời với COVID-19 hay chưa? Và đối với những cái trường hợp này thì liệu rằng họ có cần nên tiếp tục tiêm một mũi vaccine nào nữa hay không, thưa bác sĩ? Đối với quan điểm của tôi á, là 3 mũi vaccine mà có thương hiệu á, như vậy là đủ rồi, không cần tiếp tục tiêm thêm. Chúng ta biết bởi vì chúng ta có tiêm thêm đi nữa thì cái vaccine chúng ta đang xài á, là cái chủng rất là xa so với chủng bây giờ. Nè, ngay cả chúng ta làm Omicron là BA1 hay là BA2 đi nữa, bivalent của nước khác thì nó cũng rất là xa với lại là Omicron bây giờ, cho nên chúng ta không cần thiết phải làm gì cả. Chị cứ xem nó như là một cái bệnh cảm cúm thông thường do coronavirus, mà coronavirus hồi xưa tới giờ thì không có làm gì cả. Có thể nói sau gần 4 năm COVID-19 xuất hiện thì liệu rằng COVID-19 có như cúm muỗi không? Chúng ta có còn phải tiêm vaccine nhắc lại hàng năm hay không, thưa bác sĩ Khanh? Trong lịch sử chúng ta có 4 con coronavirus mà được gọi là human corona, nghĩa là corona người á, để phân biệt với lại những corona từ động vật. Thì 4 con đó năm nào nó cũng quay tới quay lui, nhưng mà người ta cũng không có đặt vấn đề về vaccine, người ta cũng không có đặt cái vấn đề về theo dõi, bởi vì cái biểu hiện cảm của nó khá là thông thường.
Cho nên theo tôi không cần thiết phải tiêm mỗi năm làm gì. Sau 4 năm chiến đấu với COVID-19 thì hiện nay chúng ta đã có những loại vũ khí nào để mà đảm bảo vệ hiệu quả trước những cái tình trạng này? Điều trị chăm sóc F0 hiện tại đã có gì khác so với trước đây hay không, thưa bác sĩ? Theo tôi thì cái quan trọng nhất là hiện nay chúng ta có đầy đủ kinh nghiệm để phát hiện bệnh nặng, biết bệnh nhân sắp nặng. Thứ hai là chúng ta cũng có được cái phác đồ điều trị từng bậc khác nhau, và đặc biệt là chúng ta đã có cái thuốc kháng virus, và cái thuốc kháng virus đó hiện nay nó còn hiệu quả. Như vậy là đủ rồi, đủ để mà mình biết ai là có thể nặng, mình biết ai là cần xài thuốc kháng virus, biết ai là cần nhập viện, ai có thể điều trị tại nhà. Nó là đủ để bảo đảm cho cái khối điều trị nó không có quá tải. Nhiều người hiện nay họ có một cái tâm lý chủ quan là xem COVID-19 như là một căn bệnh cảm lạnh cúm mùa thông thường thôi. Quan điểm của bác sĩ Khanh về vấn đề này như thế nào? Liệu rằng COVID-19 nó có nhẹ nhàng như là cúm mùa hay là cảm lạnh thông thường hay không, thưa bác sĩ? Theo tôi thì nó cũng là một cái bệnh thông thường thôi. Mà chúng ta nên nhớ là bệnh thông thường không có nghĩa là không có đối tượng nào nó không đe dọa. Bởi vì trước đây chúng ta không có quan tâm tới cái bệnh thông thường, bệnh cảm thông thường. Nhưng mà trong bệnh viện có những người ban đầu đó là cảm thông thường nhưng mà sau nó trở nặng. Đó là những đối tượng đặc biệt, cho nên quay trở lại dù là thông thường hay không thông thường, chúng ta cũng bảo đảm cho cái đối tượng nguy cơ đó cần phải phát hiện sớm và can thiệp điều trị sớm. Và cố gắng làm sao cho những cái đối tượng nguy cơ đó tránh đi những cái nguy cơ nhiều hơn. Mình phải điều trị bệnh tiểu đường cho tốt, mình phải điều trị bệnh cao huyết áp cho tốt, phải tập sử dụng tăng sức đề kháng thì nó sẽ vượt qua hết thôi. Dạ thưa bác sĩ Khanh, để phòng ngừa COVID-19 cũng như là những căn bệnh khác khi mà xuất hiện cùng lúc, đặc biệt là trong dịp Tết đến xuân về, chúng ta đi lại giao thương rất nhiều. Vậy thì chúng ta cần phải bảo vệ sức khỏe của mình như thế nào, thưa bác sĩ? Trong giao thương thì đâu phải một năm nay chúng ta mới giao thương, chúng ta giao thương Tết hoài đó mà. Rồi về chúng ta cũng lại đi làm lại thôi. Và số người mắc bệnh cũng hết thôi. Người có bệnh, người không bệnh thì cũng không bệnh. Cho nên cái cuối cùng vẫn quay lại cái cơ bản của nó là trong cái ngày lễ Tết này đó thì chúng ta phải bảo đảm sức đề kháng mình nó suy giảm đi, đừng có suy giảm đi do cái thói quen và do cái vui quá đà. À, nên ngủ đủ giấc, ăn đủ chất, tập thể dục thường xuyên. À, khi có bệnh thì mình đi khám, như vậy thì mọi việc nó cũng sẽ qua thôi, rồi hết Tết rồi cũng sẽ tới ngày lễ 30 tháng 4 lại thôi, không có gì đặc biệt. Thành đó xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Khanh ngày hôm nay đã nhận lời tham gia chương trình để mà có những thông tin chia sẻ rất hữu ích, thú vị về cái số phát sóng ngày hôm nay. Mình chúc bác sĩ thật nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, và thời lượng dành cho chương trình đến đây cũng đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.